là một cái không cần. Cái nào trong con số này trước này, sau nát chuyển sang huyền phong. Để cần cái gì cam này. Chỉ khi là giải phóng thì mới nhất không? Nhân này. Cái này chú ý các em, nếu ai chưa biết thành phương thức thì chuyển sang phương thức một chút để nát chỉ hơn con dễ. Cái viết phương thức nhận đầu vào là A và B, em ghi là giải phương thức nhất với trong phương thức giải phương nhất đấy. Về xong chỉ gọi thôi, chuyển A B vào trên xong thì nhận. Đấy. Đây là giải phương trình nhất này. Phương trình bậc nhất là có dạng, phương trình có dạng AX này, cộng B bằng 0 đúng không? Đấy là có hai trường hợp A bằng 0 này và A khác 0. Đấy, chúng ta làm hai trường hợp này. Và nhìn đây chúng ta cần phải nhập vào A và B có ít chỉ tính ra thôi. Như thay báo này, nhìn A này bằng 0 này, nhìn B là bằng 0 này. Lúc này ôn lại một chút, B phải B đâu. Một chút chúng ta dựng phương thức để nhập giá trị. Các em viết một cái là ta tích này, đi là nhập giá trị này. Nhập giá trị là trả về kiểu nguyên. Nếu các em bám một cái chuỗi ở trước làm đấy. Ui, nó bám một dõng này. Còn này. Phút được gắn bằng con son em. Phần tích này là cái việc chuyển đổi từ thất bại là in chấm sai tác này của in input này A và N này bằng 0, chúng ta còn làm đúng không? Và cuối cùng trả về giá trị cho N cho N. Trước này các em khai báo là nhập N ấy. Để người ta nhập sai vẫn không bị nó không bị hiển thị nó trước ấy thì các em dùng xóa màn hình con nghe thần thần niên. Đấy. Rồi này xóa màn hình không có cái thần niên này. Nhập N này, input này. Cuối cùng chuyển đổi xong thì tên N. Đấy. Và chỗ này là lượt các em chỉ cần gắn A bằng nhập giá trị này. Cái này cho một cái chuỗi đi. Các em ghi thêm một cái biến truyền vào để đây nó ghi nó linh động, phải N các em ghi là nhập A nhập B là dễ đúng không? Chúng ta là nhập này cộng với number, ví dụ truyền vào nó nhập A các em truyền là chỉ nhập là số A, thế cái này sẽ ghi là nhập A đúng không? Nhập A này các em cộng thêm số bằng đúng không? Các em hiểu sao ghi này không? Để về ra nhập A bằng hay nhập B bằng thì truyền vào không? Tương tự các em ghi nhập B vậy, cái này thành B này. Để ra màn hình truyền vào chuỗi A thế này ghi là nhập A, truyền B thì nhập B bằng. Nếu mà một lần thôi. Nhập xong bây giờ là giải phương trình. Giải phương trình thì chúng ta có thể viết thẳng đây hoặc là viết theo phương thức. Nhưng để chuyển đổi sang các dạng dễ dàng và dễ dùng các em nên viết thành phương thức. Thì hai báo đây có phương thức em viết một cái là giải phương trình một nhất này. Rồi. Số này ta thích này, voi này, giải là phương trình bậc nhất này. Số này chuyển vào hai tham số là A này, B này. Đầu vào A, B ở ra thì phương trình AX cộng B bằng 0. Đây này, được chưa? Có đầu vào A, B được chúng ta thì chúng ta là giải. Xét hai trường hợp của A này. If A bằng 0 ngược lại này. Đấy. Nếu A bằng 0 thì chúng ta xét tới B. Nếu A bằng 0 mà trường hợp là if B mà bằng 0 đúng không? Thì lúc này sẽ là phương trình có vô số nhỉ. Ngược lại, nếu mà B khác 0 thì nghĩa là phương trình vô nghiệm đúng không?
công nghiệm. Đấy. Đấy là xong trường hợp A không? Còn trường hợp mà A khác không thì phương trình có nghiệm duy nhất đúng không? Em khai báo một cái y được không? Ừ, cái number này mình truyền vào là A hay B, em truyền A thì khi nào nhập A, truyền vào B nhập B thôi. Chú ơi, định cố định nhập N không đúng. Đấy giờ chỗ này A khác không thì em phải mang cái biến để lưu kết quả A sẽ bằng x này, bằng trừ B chia cho A, được chưa? Chỗ này thì em kiểu không anh? Có đúng không? Bởi vì lúc này B là kiểu BA đều là kiểu nguyên, hai cái nguyên trên nhau kiểu nguyên, phải em kiểu A này, của nó này. Đấy. Và đây các thông báo đang người ta nhìn chương trình có nghiệm duy nhất x bằng, đây là kiểu tham số nhé. Hải đã từng dùng kiểu này rồi chứ hả? Em ở ra ba hay không sao đã dùng kiểu tham số chưa? Nếu không cộng với con này cũng được này, cộng với x cũng được này. Còn cái tham số đơn giản là cộng x thì nhá, thay vì viết kiểu này các em sẽ viết thành một khác, bằng hoặc nhọn không. Cái số thì số bên trong là cho biết là tham số thứ mấy nó chạy từ không, như kiểu nó máng ấy. Không này, ví dụ các em có hai tham số, hai không này, x thì y chẳng hạn, y thêm một cái y nữa thì sẽ không là một này. Tương tự có cái z trên là hai đúng không? Lần lượt không một hai thì nó chạy. Bên này các em sẽ chuyển vào x này. Lúc này sẽ không có dấu cộng nữa, mà chúng ta sẽ dùng dấu phải x này. Ví dụ đây là phải x này, y này, z. Đấy, ví dụ có ba tham số đấy. Ở đây không có, ví dụ trường hợp tham số rồi. Ở đây mình chỉ có một cái là x, cho nên x với z là sự tồn tại. Đó. Và chỗ này viết xong công thức, sao? Viết xong công thức thì các em chỉ gọi là giải phương trình được nhất này. Nhất truyền vào tham số A này và B không? Thì nó xong. Được chưa? Phương thức mê rất là ngắn gọn. Đây là chỗ nhập này. Đây là giải phương trình này. Đấy. Thầy thử không? Chỗ nhập A bằng 3 này. Đây. A khác không, B khác không thì nghiệm thứ nhất y trừ B chia A đúng không? Và giờ các em để ý thấy cái dấu trên là -1.6667. Đấy, để tránh trường hợp mà viết mình chỉ muốn đến 2 dấu phẩy thôi, đằng sau có phân đi cùng với 1.67 hay 1.667 này, thì chúng ta sẽ dùng cách viết như này. Nếu em có Hải thì sau khi cái phần này viết này, phần viết sang cái phần dùng nhiều. Đây, cái không này trước đây là chỉ số này của tham số là thứ mấy, như vừa xong x y z thì là 0 1 2. Đấy, thế giờ để cách ra định dạng thì dấu hai chấm ở giữa và bên phải dấu hai chấm là định dạng 0.00, được hai dấu phẩy thêm ba đây là được ba dấu phẩy, hay hai dùng là hai dấu phẩy đúng không? Thế vừa xong nhá, vừa xong nhập a bằng 5, b bằng 3 thì ra âm được 1.667 đúng không? Còn bây giờ thì ra là 0.6, đây nhập trừ b chia a 3 với 5 nhé. Đấy nhá, dụ a bằng 3 này, b bằng 5 này, thế là trừ 1.67 thôi, chứ không phải ra một là âm 1.667 lần trước nữa. Mình lấy ngắn gọn hai số thôi, không phải đâu. Được rồi, ok. Rồi. Bây giờ ôn lại này. Trong phần có phần này các cần nắm được thứ nhất là về cái cấu trúc chương trình này. Đây, từ không gian tên này, cửa nan này, bên trong là các phương thức này. Đấy. Và các câu lệnh cơ bản là lệnh nhập, lệnh xuất. Lệnh nhập là gì nhỉ? Lệnh nhập, lệnh xuất, nhớ cơ bản lệnh nhập là gì? Đấy, nhập là console.bitline này. Thì cái này phải nắm chắc vào. Thế còn xuất ra là dùng cái gì? Còn là rai, rai nai, đúng không? Có hai phương thức đấy. Có thể dừng đọc kết quả này. Và cái cơ bản ở cái môi trường nào cần đó là cái phần liên quan đến cửa dữ liệu. Các em phải chuyển đổi linh hoạt các cửa dữ liệu. Dùng chai pan hay dùng pan này, hay dùng convert này, hay ép kiểu này. Ở đây nó xuất hiện có hai cái là ép kiểu với dùng in chấm chai pan, à cửa chai pan. Còn các kiểu convert thì chưa có. Nếu các em vẫn cần nhớ cái kiểu đấy, thì sau có lúc phải dùng đến nó tiện. Rồi. Và hôm nay chúng ta tạm thời tạm biệt với console. Chuyển sang một cái phần mới, đó là lập trình Windows Form. Đấy. Và thứ nhất là chúng ta cần biết lập trình Windows Form là để làm cái gì. Thế ta như các em nhìn thấy này, Visual này chính là một ứng dụng Windows Form, gọi là ứng dụng desktop này.
hoặc là những cái kiểu phần mềm làm lấy màu này. Đấy, cái này chỉ ứng dụng Windows Form thôi. Đấy, và bản thân thì có cái trình duyệt chúng ta dùng nó là một ứng dụng Windows Form, nhưng mà những cái chạy trong trình duyệt nó là web form. Đấy, hầu như cái này là Visual SQL này hay TeamView này, cái này là ứng dụng Windows Form nên desktop hết. Có cái môi trường mà các em bật vào trình duyệt đấy, đấy gọi là trên web, ứng dụng web này. Còn về sau chúng ta sẽ có cái hay là hiện tại được cũng rất là hot, đó là lập trình di động, cho đấy nó chạy trên điện thoại thì các em phân biệt được. Như cái này chúng ta web form này. Bây giờ thử chúng môi trường một nhá. Đây, ở đầu kia chưa nói rồi, nó này khác một chút này. Bây giờ tạo một project mới này, app new này, new website trước này. Đây là môi trường web, các em chỉ ra các em cứ xem phần nào đó. Ví dụ đây là một app nào này. Đấy, đây là môi trường trên web. Đợi chút không bị đâu. Để các em thấy được mỗi các môi trường có gì khác nhau không nhé. Môi trường web này, cái phần này có những ai học HTML nhỉ? Ở đó mình ai học giơ tay này. 3, 4, còn những ai nữa? Các em nhìn có chút HTML chưa? Ví dụ trong trình duyệt này, có lúc các em muốn xem sổ code đúng không? View code ở đây như ở trong cái Firefox không hiển thị của đấy mà các em muốn xem code, ví dụ này này, trên mật mạng. Ví dụ muốn mất nó có mạng xem là Ctrl U này, mất mạng mới đều ấy. Đường đường có mạng Ctrl U nó hiển thị số code mình xem đúng không? Còn ở đây nó ra cái dạng như này. Đây là cấu trúc của gọi là ngôn ngữ lập trình web là ASP.NET, nó dạng này. Và các em chuyển sang dạng thiết kế này. Các em chỉ xem nữa, anh chỉ giới thiệu thôi. Chúng ta học phần này sau phần viên phong. Đây, phần công cụ các em muốn ra dạng lập trình giờ dạng kéo thả rồi. Các em muốn kéo kiểu cái phần hiển thị button này, label này, checkbox này. Đấy, đây là web form này. Để tí phần win form các em thấy là web với win khác nhau nhiều. Ví dụ nào cái bản trong chỉ mừng nhất trên đây nhá. Cần nhập số A, số B đúng không? Copy bình thường này. Paste này. Đây cho thành về giao diện những cái demo thôi. Đây là A này, đây là B này, và đặt tên cho nó, dụ đặt tên checkbox là txt này, ví dụ nào, đó là txt ta, cái này nó rất đơn giản là ttb, đây là web đấy, chỉ là học win không phải web, web học sau, btn dài này, chỗ này cái okay mà dài. Bây giờ kích nút giải này, kích nút giải chỉ cần là bên kia thôi, làm nên gọn nhé, chỉ cần A là bằng in này, chấm pad này, hoặc cái đấy chuỗi đằng này các em nhìn rõ hơn này. Lần trước là chúng ta dùng console.bitnai để lấy được một chuỗi từ người ta nhập vào không? Và bây giờ để lấy chuỗi thằng đấy ở Windows Web, chúng ta sẽ dùng một cái chuỗi như bình thường như A nhé, bằng tên của cái console nhập vào cái A này, chấm tay này, in B này. Bằng ttb này, chấm tay. Sau đó, đây là có chuỗi đầu vào cho console.bitnai rồi. Chỗ này giống như là console này, chấm bitnai. Đấy, như vậy có cái chuỗi rồi, các em chỉ cần chuyển được kiểu thôi. Các em có A đúng không? In A này, bằng in chấm phát bình thường. In A đúng không? In B này, bằng in chấm phát này. In B. Đấy, và sau đó, cái giải phương trình ở đây chưa em viết sẵn rồi. Các em copy sang bình thường, được chưa? Copy này, bên này chúng ta viết sang. Nếu để chú ý cái này chúng ta không dùng static đây nữa, mà các em bỏ đi hoặc viết là style. Thì cái giải thích của môn chương trình hướng đối tượng sẽ có phần này đúng không? Và đấy bình thường dùng cái đây đâu, cái khác không dùng đến. Đấy, nhớ ý một chút. Ở bên web thì lại không dùng để viết màn hình, không phải dùng guideline thẳng, không dùng component mà có một cái font. Thì font là đáp ứng. Các em bị gặp nhiều chương trình nó viết ra là lúc mình tắt đơ ấy, đó là nó đơ thì font đúng không? Nó bị hiển thị cái tay xanh trên này này. Nhiều Yahoo thì nó chỉ chậm quá. Các em bảo có thật đáp thì font đi nhé, nên là nó không đáp ứng được. Đây sẽ là cái đáp ứng của nó. Đây,
Và cái số này nó chỉ phương thức chấm ra thôi, không có doi ai. Đây quét đến khi các nhìn thấy là gì còn chấm dài đấy, thấy là kiểu mỗi con này thôi. Còn muốn nhanh gọn các em phải dùng câu để thay thế đấy. Và chỗ này nó không biết thằng này được cộng chuỗi, chúng ta dùng chơi cộng chuỗi chưa mình chương trình được không chấm không không được hai được không. Và chỗ này các em gọi là giải chương trình bậc nhất A B bình thường, giống hệ phần con số này thôi, được chưa? Có thêm phần giao diện đây, bây giờ chạy thử nhá. Để cho đỡ xấu thì các em sử dụng một cái thẻ center ở chỗ này. Còn center là gì các em? Đấy, từ đây muốn hiển thị này, nó lại chạy trên web không? Đấy. Nó chạy lên trình duyệt, đây là ví dụ nó web. Và các em nhận thấy nó không gì được thì nó chạy không vấn đề. Thế giờ yếu quá. Đây có A, B đúng không? Cái trình bày sao thì làm ví dụ minh họa đâu, chỗ 5 này 3 đúng không? Rồi xuất kết quả đây này, dù cũng đảo ngược lại là ở đây là 3 này là 55.6 này kia nhá, thì các em thấy này đấy chừng 1.67 giống hệ cái con số này kia ở đây này đấy. Và thậm chí là các em vẫn có thể là thông báo cho người ta xem bình thường. Để xem thử một chút này, ví dụ thông báo thì người ta xem không hiển thị dưới đấy là thông báo thì các em dùng là một cái này làm nốt này. Bây giờ các em chỉ cần xem thôi chứ còn quan tâm làm cái này sẽ chi tiết được sau. Đây dùng một cái là Java Credit có thể tìm trên web ở đây chúng ta thông báo kết quả thì có nghĩa thứ nhất là x bằng những em là học web thì học những phần gì nào? Đấy các em thấy không? Bây giờ nó sẽ bắn lên trên giao diện này, thông báo là message box thì trình duyệt một cái các em hay vào các trang web đăng ký có nhiều sao nó thông báo bắn như này không? Thấy không? Message box này này. Đấy. Thế phần web có gì khác nhiều phần các phần này ở xong các em? Khác những cái gì nhỉ? Nhập vào đây khác đúng không? Cái chỗ này lấy ra khác một cái phần này đi con không phải là con số này nó đi con rồi này đấy thôi. Chứ còn xử lý có thay cái gì không? Vẫn nguyên thế không? Thì các em sẽ thấy là cái phần thuật toán xuyên suốt. Và đây là phần web này, tiếp theo là chuyển sang Win nhá, có gì khác này? Các em xem trên này. Bây giờ tạo một cái project khác này, nhưng không phải là web, không phải con số này mà là Win form. Để chúng ta làm các ứng dụng mà các em nhìn trong cái phần mình chọn này. Đây. Đây là các nền tảng của .NET Framework. Ví dụ các em chọn nhà 2 tầng hay 3 tầng, 4 tầng. Ở cái phần này mình mới học thì không quan tâm phần này nhiều. Các em chọn cái nào cũng được. Mà bị nó sẽ chọn là tầng cao nhất. Nếu 2012 là 4.5, còn 2010 thì là 4.0 cao nhất thôi. Đến 2008 thì 3.5 trở lại. Nhưng chú ý nếu mà Windows V các em cài cho người ta, Windows V 2 thì được 3.5 trở xuống rồi. Windows V 3 đâu từ 4.0 bây giờ. Hiểu đấy. Giờ chọn ví dụ WinForm, các em chọn cái chương trình này. Windows Form Application. Bây giờ ta tên cho nó ví dụ là bắt đầu. Đầu học viên phòng phòng của anh nào đấy, các em cứ xem sẽ anh nào cho một cái ví dụ chuyển sang gì khác. Web là con số này, web này bây giờ cái phần chính chúng ta học phần này đó là viên phòng tạo xong này. Các em còn nhớ khi mà trong một condition có nhiều web thì đặt cái nào chạy trước làm thế nào không? Ở đây cũng thế, các em muốn start trước thì click chuột phải này, chọn set e start project đấy, cái này chung nhau hết. Và đây các em nhìn thấy một solution anh để được cả ba loại, vừa component này, vừa web này, vừa win. Và cái này có thể liên quan với nhau được. Rồi. Tạo xong mình chưa cần làm gì nhá. Đây chỉ cần click nút chạy này. Ngay lập tức chúng ta có một cái form và cái này có giống với cái này không nhỉ? Cái lấy màu này. Đây này. Cũng là dạng form nổi nổi này, tức là ứng dụng trên desktop. Thấy không? Ví dụ cái phần mềm lấy màu này. Chắc em làm gì quét có nhiều người dùng cái loại này được. Đây.
đây là phần mềm dạng đấy mà pin view một xong đấy, cũng là dạng pin form giống như này, nhưng khác cái này mình chưa làm gì nó chống trơn, còn phải nó thêm nhiều cái màu mè nó đẹp hơn này, cho biểu tượng vân vân đúng không, và chúng ta sẽ làm giống nó bình thường. Các em tạo một bộ dây đi, chúng ta bắt đầu học phần này. Đây, container này, web rồi này, bây giờ win cũng làm dạng không chỉ bậc nhất, chúng ta làm có giống web hay không, các em nhìn này. Chỉ cần xem một cái phần hướng dẫn chi tiết sau, kéo một cái để hiển thị này. Đây, một cái hiển thị A này, để nhập A này. Đấy, hai cái này giống nhau này, copy này, paste này. Đấy, thêm cái một cái để kích hoạt là giải, giống hệt trên web thôi đó, chưa cần chỉnh sửa gì cả. Để dựng cùi trước. Đây đây là dài, và cái này hoàn toàn các em viết tiếng Việt thoải mái. Đây, các em thấy dài này, cho nên là các em ghi là nhá. Đấy, chỗ này các em ghi A này, các em chú ý anh làm trước đó, chưa cần làm vội, hướng dẫn chi tiết từng phần xong. Đây này, đã để minh họa các em nắm tổng quát, chứ phải làm được rồi các em làm theo, các em chưa biết thì chưa cần thiết. Đây, chúng đặt tên như phần trước, đây là tên tên A này, chỗ này có tên tên B này. Đây, đây là bên tên N này. Rồi, để các hoạt sự kiện chúng ta thích rút vào bình thường. Và trong này, ở phần Queen này đúng không, ở phần web này, web anh thích rút vào nút giải này. Và sau đó này, từ giá trị. Bây giờ các em xem này, anh sẽ có nguyên cái phần bên web sang win. Đây, cái page load là không cần nữa, nhưng hai phương thức giải này với cái page load clip cũng có nguyên sang win nhé. Copy này sang phần win, sang win sang gì các em ý này. Đấy, thứ nhất là nút giải, ở đây có object center even ls đúng không, ở phần dưới này, ở đây của web này cũng object center even ls đúng không. Vậy cho nên hai cái này giống nhau, là tên giống nhau, cái này xóa đi bình thường nhá. Được chưa? Và trong này có phải sửa gì không? Các em ý này, anh chưa sửa gì nữa. Nhưng mà có lỗi không? Giờ dịch luôn này. Bây giờ dịch thì sẽ bị một số lỗi, đợi xóa cái này đi. View xong nó bị thành công, các em muốn xóa cái file cũ lần trước, các em chọn nó phía phải, chọn một tuần như này. Nó sẽ xóa cái file AI đó thành công lần trước. Đây, bây giờ mình chặn, xác nhận lỗi này, và các em xem lỗi. Đây, lỗi rất đơn giản, nó sẽ thông báo là the name default là không tồn tại trong cả hiện tại. Bởi đây là web, à đây là win, cái web thì nó có default này, nhưng win nó không có default tồn tại. Đấy, cho nên chúng ta cần phải thay thế, cũng như ở phần web chúng ta thay thế cái gì bằng cái default này. Console này nó bằng default đúng không? Thế còn sửa win này, từ web đến win này chúng ta thay thế cái console của default bằng một cái khác, đó là message box. Nếu là box thì không chấm dai được mà message box chấm sâu. Đấy, hoàn toàn các em muốn thay thế nhiều loại bôi đen này, dùng cái gì thay thế nhỉ? Console ham thay thế cái trên này bằng cái dưới, bằng cái message chấm sâu, phạm vi là tại hiện tại này, view net all hay từng cái một, các em phải find next kiểm tra này. Đấy, nếu cả có 100 cái nữa, các em cần click một cái view net all này, ngay lập tức là tất cả nó thay thế hết. Bây giờ chạy này, còn lỗi không? Thế đúng không? Bây giờ tải bình thường vẫn là 5 này, 3 này, như trong cái phần gì đúng không? Bây giờ các em nhận được này, với cái add clip kia là trên web, trên web nó không hiểu cái đấy, nó biết trên kinh nghiệm này, x bằng 16. Đấy rồi, anh bỏ cái này đi cho đẹp nhá. Nó ra thế nào? Đây là trên web không có cái phần add clip này, để mình xóa đi. Chờ cái này. Rồi, rồi quan trọng 3 này, 5 này. Bây giờ các em thấy nó thông báo nào, giống ở trên web đúng không? Bây giờ nó nổi lên trên màn hình kéo thẳng này. Đấy, nhận xét 3 cái này thế nào các em? Đây là win này,
đây là web này, đây là console này nhỉ. Có khác nhau mấy không? Khác nhau mỗi phần ở trên web với mình có thêm cái giao diện đây, có thêm hai cái này, ở console này không có. Còn cái phần code, các em xem phần code này, ở đây bản chất giải phương trình bậc nhất này, ở dưới này cũng là clean giải, khác một cái phần này giá trị bên này ra, sau gọi là hàm giải thì như nhau thôi. Phần win cũng thế đây, thậm chí các em nhìn này, cái phần chuyển từ web lên win, cái phương thức này nó không còn sửa thế nào, vẫn không vẫn chạy bình thường, không báo lỗi thế nào đúng không? Phải sửa đúng cái phần hiển thị kết quả ra màn hình, đó là đầu ra, không dùng được cái digipoint.ra, dùng maximum.show, còn ở console này chúng ta dùng console.ra, thấy chưa? Đấy, ba cái nhau khác nhau vài cái hiển thị nhập và xuất như thế. Và phần win, phần web giống nhau nhiều hơn là phần win console này. Nhưng mà cái thuật toán nó như là bất hủ, thì xấu phần hiển thị ra thôi. Các em thấy chưa? Đấy. Với đây quan trọng là các em phải nắm được cái phần thuật toán các câu lệnh vững. Còn cái phần trên web với win này, đơn giản thì học thêm cái phần liên quan đến thiết kế giao diện, chỉ sửa điểm đây là xong. Thế các em kể cả xong là trình điện thoại cũng thế, nó có dạng giao diện là các em kéo thả là trình code nhau hết. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào chi tiết nhé. Thank you.